Đã sinh ra một kiếp người, làm sao tránh khỏi một thời buồn đau? Vậy vì vậy ai cũng có những cái kỷ niệm buồn trong cuộc đời của mình hết á. Những đứa bé tôi không nói, nhưng mà tới các vị có không? Ở đây có ai buồn không? Hay là nơi đây là thiên đàng quá rồi? Hà Lan có thiên đàng quá không? Dù cỡ nào đi chăng nữa vẫn có những cái cảm giác về buồn. Và cảm giác buồn là dễ chịu hay khó chịu? Khó chịu. Đó là những cảm giác rất là tâm lý đời thường của mọi con người, nhưng mà tùy mức độ cảm nhận về cảm xúc đó. Có những nỗi buồn đã đem đến cho mình nhiều tuyệt vọng, nhiều khổ đau, và thậm chí có thể cái buồn này dẫn đến chúng ta là đi đến là tìm đến cái tiêu cực trong cuộc đời, và một vài cái hiện tượng có thể là dẫn chúng ta đến cái chết. Và vì vậy buồn là những cái tâm trạng thái tâm lý phiền não rất là quan trọng, mà người Phật tử hay là người tu của chúng ta hãy cảm nhận được điều đó. Và vì vậy tôi chia sẻ với các vị với chủ đề hôm nay, với một cái bài giảng về kinh nghiệm về tâm lý cũng như là vấn đề ứng dụng Phật pháp như thế nào đối với những trạng thái này. Tôi xin chia sẻ với bài giảng là buồn đáng sợ hơn cả cái chết. Buồn với chết nào sợ hả? Chúng ta chưa phân tích được cái đó. Nhưng mà rồi các vị nên nhớ rằng, nếu chúng ta chưa có trạng thái buồn, và buồn nó chưa đến nỗi gọi là thấu xương á, thì rất có thể là các vị nghĩ chết các vị sợ, đúng không? Nhưng mà các vị nhớ rằng, một số người khi họ buồn quá đến mức độ là họ không chịu nổi đó, thì họ sẽ đi đến tìm cái chết. Vì vậy á, buồn là những trạng thái tâm lý mà không phải dễ chịu đối với con người. Và con người chúng ta vì vậy mới tạo ra vô số cái vui chơi nhằm xóa tan đi những cảm giác buồn chán. Nhưng tất cả mọi thứ dường như chỉ là tạm thời. Tôi nhớ câu hát mà của ca sĩ Ngọc Lan, là một trong những ca sĩ mùi buồn, đúng không? Cô ta có hát một cái bài là gì đó, nỗi buồn ai hay cùng tôi, nỗi buồn xé nát tim tôi. Các vị nghe những cái câu này là các vị thấy nó thấu xương không? Nhiều khi tôi cũng chưa đánh đổi ghê gớm vậy mà nghe những cái này sao tôi cũng cảm thấy nó tê tái. Tê tái vớ vẩn, không biết tê tái cái chuyện gì. Nó giống như Xuân Diệu nói là hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, chẳng hiểu vì sao tôi buồn vậy đâu. Có những cái cảm xúc ở bên ngoài rất là khách quan. Nhiều khi tôi cũng không nhận ra được mình là những cái lúc mà tự nhiên mình có những cái mà mang mát vô cớ, nhưng mà không biết xuất phát từ đâu. Một sự trôi nổi nào đó, nhìn một cảnh vật nào đó, có những cảnh vật rất tĩnh lặng. Ví dụ bây giờ tôi đi trên một đoạn đường, tôi thấy một dòng sông rất tĩnh lặng, êm đềm, hai bên là những cái hàng cây râm bóng mát, và thậm chí có một chút gió của mùa thu chẳng hạn vậy. Vài chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt nước, đúng ra là một cái cảnh tượng rất là thơ mộng, thanh bình. Nhưng sao tự nhiên những cái cảnh vật đó nó làm cho con người chúng ta tự nhiên nó mang mát cái gì chúng ta kiểm soát được. Lần đầu tiên khi tôi đến những cái quốc gia như thế này, tức là những quốc gia có những cái mùa thu mà lá vàng rơi rụng đó. Thật ra mà nói là ở đâu mùa thu cũng có lá vàng rơi rụng, nhưng mà những cái đất nước như thế này, hay là những cái đất nước châu Âu, hay là Mỹ, hay là Canada chẳng hạn, những mùa thu mà chuẩn bị sang đông á, chúng ta thấy nó rất là rõ nét những hình ảnh này. Và một lần đầu tiên tôi nhìn những cái hình ảnh này, tôi có cảm giác tôi không hiểu mình đang ở đâu. Và những cảm giác này thấy rằng ngày xưa mình từng nhìn những cái hình trong các cái tranh trong lịch, tôi nghĩ đó là chuyện mà của các họa sĩ họ vẽ như thế. Cho nên khi mà chứng kiến đâu mà vào những cái mùa mà cây xanh vàng đỏ trắng như thế này, tôi nghĩ đẹp như trong tranh. Phải nói là lần đầu tiên mình ngẩn ngơ trước những cái cảnh này, mình có cảm giác giống như là ô, lạc vào thiên đường như vậy đó. Xin thưa các vị, nó là như thế. Và vì vậy, những trạng thái tâm lý của con người mà ở mức độ còn kiểm soát được thì nó sẽ làm cho chúng ta nên thơ. Bởi vì thật ra mà nói thơ đó, nó xuất phát từ các tâm trạng khác nhau của con người. Và tôi nhớ một nhà thơ đã từng nói là thơ sinh ra từ tình yêu và lòng căm thù, từ những nụ cười trong sáng và giọt nước mắt cay đắng.
tức là những trạng thái tâm lý khác nhau của con người để gọi là nên thơ. Nhưng mà ngoài cái kiểm soát của tâm lý bắt đầu trở thành những nhân tố quan trọng để có thể là nó chi phối được đời sống của con người chúng ta. Và khi là chi phối đời sống thì có những con người người ta sẽ lạc lối và mất phương hướng với những cái tâm trạng này. Tôi nói để các vị thấy. Xin thưa các vị, sở dĩ tôi có cái bài giảng này là tại trước đây vài tháng tôi đọc thông tin của một cái cô gái này 30 tuổi và qua đời. Thật ra mà nói, cái căn bệnh để qua đời đó là xuất huyết bao tử. Nhưng mà khi tôi đọc rồi tôi mới cảm nhận rằng xuất huyết bao tử không phải là nhân tố chính, mà phía sau của việc mà bị xuất huyết bao tử từ cái gì. Chắc là các vị đều đọc trên báo Việt Nam VnExpress á, chúng ta đều thấy thông tin là một cái cô gái bị lão hóa ở tuổi 26 cách đây một vài năm, có thấy không? Cô bị bệnh lão hóa này từ năm 26 tuổi bởi một lý do đơn giản là cô ăn hải sản, sau đó là cô hay bị dị ứng về hải sản. Tức là thì một lần đó cô ăn và cô cảm giác bị ngứa ngáy trong người khó chịu, và cô đi mua những cái loại thuốc dị ứng để uống. Nhưng mà uống nó không hết, nó càng ngứa, nó sưng, nó phù lên, và bắt đầu cuối cùng cô lại chuyển sang một cái hình dạng của con người là từ một người phụ nữ 26 tuổi mà bắt đầu có quán chuyển sang bà già 50, 60, 70 và bắt đầu 80 trong một thời gian rất ngắn. Da nhăn lại, chảy xệ và tất cả mọi thứ. Và nói chung là các vị bác sĩ trong và ngoài nước vào cuộc thì người ta là kết luận đây là một cái chứng bệnh gọi là bị gọi là tế bào vó. Cái từ của Việt Nam họ dịch đó là không biết từ gì của tiếng Anh, nhưng mà người ta dịch là tế bào vó và cái mang cái nghĩa là da chảy xệ, tức là người ta kết luận với một căn bệnh là như vậy. Thì cô ta là một cô gái 26 tuổi có gia đình và cuộc sống hạnh phúc, và thật sự nhìn hình ảnh của một quá khứ cô ta là một người con gái đẹp chứ không phải là xấu. Vì cô ta là một người con gái đẹp cho nên thực tế này xảy ra là một điều quá phũ phàng. Cho nên niềm đau và nỗi khổ được chồng chất lên trong tâm trạng của một người con gái đang xưng như thế đó. Thì các vị nghĩ rằng một người con gái mà độ tuổi 26 tự nhiên biến mình trở thành bà già 80 thì bất cứ một ai cũng cảm thấy rằng bị xúc não về chuyện này cả. Chứ không yên gì cô này. Nếu bản thân tôi mà như thế tôi cũng xúc não nữa. Mặc dầu tôi là thầy tu á, tôi cũng chấp nhận là mình sẽ già, nhưng mà mình già theo nguyên tắc. Ví dụ mình già từng ngày qua, ví dụ bây giờ các vị hôm nay các vị đón tôi cỡ nhiêu hả? Bây giờ không biết đón bao nhiêu, nhưng mà các vị có cảm giác rằng tôi sẽ già hơn 50 năm trước rất nhiều đúng không? Nhưng mà tôi chấp nhận được điều này, có nghĩa là già từng ngày chút. Cái mặc cảm và cái cảm giác này chúng ta bắt đầu thói quen để chịu đựng sự thật thay đổi từng cấp tế nhị này. Nhưng mà đột ngột mà biến tôi trở thành ông già 100 tuổi thì chắc tôi chịu không nổi. Cái này gọi là phủ phàng ngang trái. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị cái gì? Một cô gái như vậy khi mà rơi vào trường hợp này thì các vị tự trả lời được cái cảm xúc của chúng ta. Và nhất là cái tâm trạng cơ bản, phụ nữ là ai cũng sợ già. Hay nói là như vậy, phụ nữ là ai cũng sợ già, cho nên là thẩm mỹ viện á dành cho đa phần là phụ nữ. Phải nói là như thế, để người ta làm cái gì? Người ta góp một phần để làm chậm già của những cái ước mơ của người phụ nữ. Thật ra mà nói là như thế, tất cả chúng ta đều không sai trên cái vấn đề làm đẹp mình, hoặc là có cách gì để lại làm chậm tuổi già. Các vị không sai, nhưng mà các vị nên nhớ rằng có những khi chúng ta lạm dụng, chúng ta sẽ tự hại mình, hoặc là chúng ta sẽ tự làm khổ mình. Bởi vì tất cả mọi thứ gọi là phương tiện làm chậm già, không có cái nào để bảo đảm thật sự là như thế, chỉ là những cái nhất thời. Và vì vậy hậu quả sau những cái hành động gọt giũa đó đó, chúng ta sẽ trả giá rất đắt và chúng ta sẽ cảm giác khổ đau nhiều hơn. Mà những người rơi vào tình trạng đó là sống không có tự tin. Ai mà rơi vào trường hợp đó là sống không có tự tin, sống rất hoang mang, sợ hãi và lo lắng. Và cứ cảm thấy rằng là những điều đó, những điều mà gọi là như một quy luật, nó lại là chi phối chúng ta hơn những người bình thường khác. Cho nên cô gái này sau 4 năm
lại là rơi vào trong một trường hợp ngay cái lần đó là căn bệnh xuất huyết bao tử và con qua đời trong tích tắc một ngày một đêm gì đó. Thật ra mà nói, khi tôi đọc cái việc là xảy ra như thế, nhưng tôi biết nguyên nhân dẫn đến cái này từ đâu. Nguyên nhân dẫn đến không phải từ xuất huyết bao tử mà cảm thấy buồn chán, tuyệt vọng cho bản thân mình để dẫn đến cái chết đó. Và các vị nên nhớ, ai bị bệnh bao tử, đa phần chúng ta đều liên hệ đến những tâm lý lo âu, buồn chán và sợ hãi. Các vị nên nhớ, người nào có tâm trạng buồn chán, lo âu và sợ hãi, dứt khoát người này căn bệnh đầu tiên là bao tử. Người có bệnh bao tử cảm thấy lo lắng hơn những người bình thường. Về mặt nguyên tắc của tâm lý là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng ai bị bệnh bao tử rất có thể người đó bị sốc bởi một chuyện gì đó, hoặc là bị chuyện gia đình, hoặc bị công việc, hoặc bị tình yêu, hoặc bị lo lắng cái gì, hoặc công ăn việc làm giảm sút, hoặc tự thân có cái gì đó, thì người này sẽ cảm thấy rằng suy yếu về bao tử ngay. Cho nên về mặt nguyên tắc, các vị thấy rằng ngoài những cái ăn bậy của chúng ta nhất thời để bị, thì các vị nên nhớ rằng khi chúng ta có hiện tượng bao tử, các vị phải xét lại rằng là tâm lý chúng ta đang có vấn đề không bình thường. Các vị nên nhớ. Cho nên cô này bị xuất huyết bao tử không xuất phát từ căn bệnh đột nhiên, mà nói thẳng ra là nỗi đau được dồn nén quá lâu, cô ta không cải thiện được. Tức là bằng mọi cách y học giúp đỡ tận tình nhưng không cải thiện được cái vấn đề gọi là bệnh lão quá. Cho nên chính vì giờ chỗ đó, các vị thấy rằng buồn là một cái gì đó rất đáng sợ. May là cô ta chưa tự tử. Vì sao vậy? Vì cô ta rất hy vọng rằng y học sẽ có nhiều cách thức để giúp cô ta. Nhưng nếu mà y học không còn cách khác nữa, có nghĩa là dừng lại tại đó, tôi nghĩ chắc chắn rằng cô rất khó để sống dai được. Như vậy, những nỗi buồn này có thể đẩy con người ta vào cái chết. Và đôi khi người ta chết đi để người ta thấy được nhẹ nhàng, và người ta đỡ đi những cái nỗi đau khổ mà người ta đang mang. Thật ra mà nói, chúng ta không mang những trạng thái đó đôi khi chúng ta không hiểu hay là không cảm giác hết. Cho nên các vị thấy, những cái việc này mà bất cứ một con người nào trên cuộc đời cũng cần phải có những niềm vui của chính họ. Chúng ta không có niềm vui, chúng ta không bao giờ chúng ta tồn tại. Đi tu cũng vậy. Nếu đi tu mà không niềm vui thì cũng không thể nào tồn tại được cái chiếc áo này nữa nhà chùa. Các vị có nghĩ rằng thầy tu mà tối ngày giống như Lan nhà Điệp chịu nổi không? Hả? Ví dụ như bây giờ mấy thầy mà tối ngày có cảm giác như Lan nhà Điệp sống không nổi. Bây giờ chắc là già rồi đó, hay hỏi á. Chứ ngày xưa bị hỏi qua ai, thầy có bị ai bỏ rơi như thầy tu vậy? Tôi không hiểu là tại sao người ta có cảm giác này như vậy. Các vị nhìn tôi có cảm giác bị bỏ rơi không? Xin thưa các vị, tại sao tôi nói điều đó? Người ta cứ suy nghĩ là như thế là do phim ảnh ca kịch cải lương đã in trí người ta. Đọc những tiểu thuyết như bên dòng sông Trẹm, lầu Mớm Mơ Tiên, rồi nghe cải lương như Lan và Điệp, cảm thấy mấy ông thầy cũng tu kiểu đó không? Cho nên chúng ta cứ nghĩ là như vậy. Và sự thật, ai đi tu và tâm trạng đó không làm được tích sự gì cho bản thân và cuộc đời, làm cho mình còn không được, không gì làm cho đạo pháp. Cho nên tu tập mà buồn chán nhớ dẫn như thế, xin thưa các vị, những người ở trong chùa như vậy xin mời ra ngoài dùng cái sống một cái xác không hồn như vậy, sao gọi là nhà tu? Và tu như vậy được cái gì? Cho nên bất cứ một ai có những tâm trạng đó, nếu không thay đổi được để tích cực hơn, thì nên bước ra ngoài sống an lành hơn. Và sự thật, những người như vậy sống ra bên ngoài chắc cũng không an lành đâu. Xin thưa các vị, vì vậy cho nên tôi mới nói với các vị là ai cũng phải có những niềm vui trong cuộc đời của các vị. Các vị sống một đời sống gia đình hay là trong xã hội cũng cần phải có những cái cách thức để giúp cho các vị có một niềm vui. Nếu các vị mang tâm trạng buồn hoài, các vị sẽ từ bỏ. Cho nên ý niệm mà gọi là vãng sanh cực lạc, nó cũng xuất phát từ những cái này. Có lẽ những con người muốn chối bỏ những cuộc sống thực tế mà họ đang đối đầu, họ đang chịu niềm đau nỗi khổ, cho nên họ phải tìm một cách kích thích gì họ đã vượt ra được những cái cảm giác này để họ đỡ khổ. Cho nên tôi nhớ Chế Lan Viên cũng từng có những bài thơ nó ná ná cái này.
Tôi ước mơ một chân trời giá lạnh, một vì sao trơi trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh nỗi ưu phiền và những khổ buồn lo. Có nghĩa là người ta sẽ trốn chạy những cái cảm giác này. Sống trong một gia đình có cha, có mẹ, có anh, có em, có chồng, có vợ, nhưng cảm giác buồn chán này, bị bỏ rơi hoặc bị mặc cảm, người ta sẽ bỏ gia đình, vì nơi đó là địa ngục. Dù gia đình các vị giàu có tới 8 tầng, 10 tầng, 20 tầng, người ta cũng vẫn cảm thấy nơi đó là địa ngục. Và người ta có thể đi tìm một túp liều chanh hai quả tiêu trì, người ta vẫn thấy an vui, vì nơi đó người ta có những cái để người ta vui. Cho nên các vị có những lúc mà các vị nói chuyện và trao đổi với những người mà chuyển giới của Thái Lan, các vị sẽ cảm nhận được những điều này. Đa phần những người chuyển giới của Thái Lan là rơi vào tâm trạng là bị hất hủi từ gia đình, tức là anh em, cha mẹ cảm thấy người này không bình thường, và vì vậy có cảm giác không quan tâm và bỏ rơi, cảm thấy khinh thị, và người này bị ức chế và mặc cảm về tâm lý. Cuối cùng, người ta có thể đi tìm một tình cảm bệnh hoạn, nhưng người ta thoát đi những cảm giác đau khổ, mệt nhọc và mặc cảm trong một cái tình thương của gia đình không trọn vẹn này. Các vị trao đổi rồi các vị sẽ thấy. Như vậy, những cái gì buồn, người ta sẽ đi tìm những cái để giải quyết các vấn đề buồn. Và ở Hà Lan này, tôi cũng thấy có những cái điểm để giải quyết vấn đề buồn nổi tiếng thế giới á. Hả? Không, tôi nói chung ở Hà Lan tôi không biết chỗ nào. Các vị hỏi tôi ở đâu sao tôi biết. Các vị ở đây các vị không biết sao tôi biết. Tôi nói với các vị á, thật ra mà nói á, Hà Lan cũng là một trong những quốc gia lạ đó. Có những cái mà thế giới người ta không chấp nhận như Hà Lan chấp nhận, ví dụ như ma túy chẳng hạn. Đây là điều tôi cũng ngạc nhiên, nhưng mà dĩ nhiên là chắc là trong luật pháp có cái sự mà gọi là kiểm soát hay là chế tài một mức độ nào đó. Nhưng mà ở đây là những quốc gia được trồng ma túy hay là được, nói chung là được cấp phép để làm điều đó, hoặc là được sử dụng mức độ nào đó, hoặc là được cấp phép cho một nhu cầu buôn bán mức độ nào đó. Đây là chuyện mà tôi thấy là cũng là dạng đặc biệt đó. Và riêng ở Việt Nam thì thật ra mà nói, các vị biết là giới truyền thống người Việt Nam mà nghe nói những cái nơi mà đèn xanh đèn đỏ gì đó là cái này đối với người Việt Nam nó rất là lạ, nhưng mà ở Hà Lan là chuyện bình thường. Và tôi cũng nghĩ rằng đối với tôi thì đó là chuyện của xã hội, chuyện đó chuyện muôn đời. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng là những cái loại hình giải trí người ta cũng nhằm để mà làm sao giúp cho con người giảm stress, để giải quyết nỗi buồn bằng cách nào đó. Nhưng mà tôi nói với các vị nên nhớ rằng dưới cái nhìn của Phật học nó lại khác đi cái nhìn của đời. Không có một khu đèn đỏ, đèn xanh, không có một loại ma túy có thể giải quyết được tận gốc nỗi buồn của tất cả chúng ta. Và nên nhớ, những con người lạm dụng cái đó trở nên bất lực, buồn chán và cảm thấy nản và cảm thấy cuộc đời mình vô giá trị. Các vị thử lao vào trong những cái đó đi, rồi các vị sẽ trả lời được câu nói của tôi. Các vị đừng hỏi rằng tôi có lao chưa, tôi biết. Tôi đã từng trao đổi với quá nhiều người khi bất mãn và buồn chán với bản thân. Họ đều kể cho tôi là họ đã từng trải qua hết tất cả mọi nhu cầu mà hưởng thụ gì có trong cuộc đời, là họ đều trải qua như thế. Nhưng cuối cùng rồi họ cảm thấy không biết con người họ đang là cái gì. Họ mất phương hướng và họ cảm thấy rằng khi mà tất cả những nhu cầu vật dục của thế gian mà không giải quyết được những nỗi buồn và những khát khao của họ, tự nhiên họ thấy con người lúc đó tự nhiên họ muốn chết à. Tự nhiên họ thấy họ vô dụng và tự nhiên họ trả lời là sống trong cuộc đời để làm gì đó. Họ mơ màng và họ cứ lảo đảo trong cuộc đời của họ như vậy. Các vị thấy rằng ở Mỹ, lâu lâu các vị có nghe những trường hợp mà hay xả súng chết hàng loạt. Thật ra những người đó đâu có thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu danh, thiếu tình, thiếu gì đâu. Nhưng mà tất cả những cái cảm giác mà tận hưởng không có kiểm soát và tận hưởng không có mang cái nghĩa là của một người biết tu tập á, tận hưởng như một quán tính, sống bằng cái tính cách của thú tính của con người á, tức là chiều chuộng bản thân không cùng tận á, cuối cùng rồi trở nên mất phương hướng trong cuộc đời và mình trở thành kẻ không có giá trị như cuộc đời. Tự nhiên mình thấy như vậy,
và người càng tận hưởng và lao vào những cái nhu cầu hưởng thụ như một con thiêu thân, thì người đó càng trở nên buồn chán và lạc lõng giữa cuộc đời. Cho nên những người đó đa phần, các vị đừng nghĩ rằng họ tích cực, họ là những người tiêu cực. Họ đi tìm những niềm vui như thế, thật ra tạm thời thì có, nhưng mà không phải là một giải pháp cho con người chúng ta. Nếu có giải pháp thật sự như vậy thì cuộc đời này không ai lao đầu vào xe lửa để tự tử, hay là không ai nhảy cầu để tự tử. Và tất cả các vị thấy như Hàn Quốc là một trong những quốc gia mà gọi là tự tử đứng đầu trên thế giới, tức là cái số lượng mà tự tử cao nhất trên thế giới, cái chỉ số mà tự tử. Như vậy thì các vị thấy rằng những người tự tử ở Hàn Quốc đa phần là những người nổi tiếng không à, toàn là ca sĩ, diễn viên điện ảnh, những người giàu có, tất cả mọi thứ. Chúng ta suy nghĩ, ủa tại sao những con người này lại là đi tự tử ta? Tại vì họ có tất cả mà tại sao họ tự tử? Chính cái họ có tất cả họ mới tự tử. Còn chúng ta không có tất cả cho nên chúng ta đang mơ. Vì vậy chúng ta hy vọng rằng một ngày nào đó để chúng ta đạt được tất cả. Nhưng khi các vị có tất cả rồi mà tất cả bằng cách đó, các vị cũng sẽ tự tử như bao nhiêu người khác. Các vị nên nhớ là như vậy. Đôi khi các vị nghĩ rằng tôi có thể là nói một cái này hơi quá đáng hay không, thì vấn đề này mỗi người tự kinh nghiệm rồi các vị sẽ thấy. Có những khi các vị đầy đủ quá, tự nhiên cuộc đời chán, không có ý nghĩa gì hết đó. Cho nên tại sao người ta cần phải hy sinh để làm những việc lợi ích cho cuộc đời? Những người hy sinh để vào trong những trại cùi, những nơi như là châu Phi, hay là những con người này lao vào trong các cái nghiên cứu khoa học để cống góp cho nhân loại, hay là có những con người đi tu để mà gọi là trải nghiệm trong một đời sống khắc khổ của tu hành để làm lợi ích cho Phật đạo, hay là để tìm ra một cái lối giác ngộ giải thoát. Cái này các vị phải thấy rằng những con người đó là những cái đầu óc đặc biệt, chứ không phải là những người bình thường. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái nhu cầu tạm thời của vật chất trong cuộc đời và những nhu cầu cảm xúc của tình ái trong cuộc đời chả phải là một giải pháp cho chúng ta thật sự. Các vị nào có tâm trạng buồn chán, các vị lao vào trong những cái nơi mà tôi vừa kể liệt kê đó, các vị thử đi, rồi coi các vị có thể giải quyết được nỗi buồn của chúng ta không. Có những người lao vào trong như rượu chẳng hạn, uống rượu nghĩ là giải sầu à. Xin thưa các vị, sau khi các vị tỉnh rồi, các vị sẽ đau khổ hơn trước khi uống rượu. Cho nên là tôi nhớ trong Thúy Kiều có mấy cái câu mà tôi thấy là phản ánh đúng cái những cái tâm trạng này. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Tức là những khi mà trên tiệc rượu bằng tính cách uống cho say, cho đã, cho này kia nọ, tất cả mọi thứ rồi. Rồi khi qua những cái giai đoạn mà xong tiệc rượu rồi, nhìn lại mình cảm thấy thương thân phận mình, đau khổ thân phận mình chả ra gì cả. Và Thí Kiều là người đã từng trải qua cuộc đời sống thanh lâu mà. Tức là những nhà sống thanh lâu là bản thân Thí Kiều đã từng trải qua những cái đời sống như thế. Và Thí Kiều cũng đã cho chúng ta được cái tâm trạng như vậy trong tác phẩm Truyện Kiều Nguyễn Du. Vui thì vui hưởng kẻo là, ai tri âm đó mặn mà với ai. Các vị thấy đọc những câu thơ này là các vị hiểu rất rõ. Con người chúng ta là một cái con người có lương tâm, có lý trí, có tình cảm, chứ không phải là con người chúng ta là một cái loại robot. Các vị nên nhớ vậy. Và chúng ta cũng không phải là như một thú vật chỉ sống như một bản năng. Vì con người chúng ta nó còn có cảm xúc, có tình cảm, có lương tri, có nhân phẩm, có đạo đức. Cho nên tất cả những cái trơ lì về cảm xúc thì nó cho chúng ta cái cảm giác như Thúy Kiều vừa nói. Vui thì vui gượng kẻo là, ai tri âm đó mặn mà với ai. Tức là những người này là những kẻ qua đường, không phải là những người tình, không phải là những người yêu, không phải là những người như Kim Trọng. Các vị nên nhớ cái câu này nó quan trọng vô cùng. Vì vậy những con người này còn nhìn lại nhân phẩm của mình, còn nhìn lại tình yêu của mình, còn nhìn lại mọi thứ. Cho nên tất cả những điều diễn ra trong cuộc đời cảm thấy rất là đắng cay, đau khổ và chua chát. Và chính vì vậy Thúy Kiều đã bao lần tự tử mà không làm. Đây là những tâm trạng mà các vị thấy như thế. Cho nên khi mà chúng ta là một người trưởng thành, và nhất là khi chúng ta có học Phật, chúng ta bắt đầu mới suy tư, mới lý giải được nhiều vấn đề. Cho nên buồn là một cái từ rất là chung. Nhưng mà các vị nên nhớ là những nguyên nhân dẫn đến buồn nó có vô số. Nó có vô số. Và người ta để lý giải để mà làm thế nào là trong Phật Pháp giúp chúng ta cải thiện các cái nỗi buồn này như thế nào,
trong bài này tôi sẽ đưa ra một vài giải pháp để trao đổi cùng các vị. Nhưng trước hết tôi muốn nói về vấn đề nguyên nhân của các nỗi buồn. Chúng ta đâu phải là đi tìm chén cơm manh áo không đã đủ đâu. Nhu cầu thẩm mỹ và tư duy của con người chúng ta phong phú và rất là đa dạng. Hãy nhớ là như vậy. Cho nên là khi những cái điều mà chúng ta không được như ý thì chúng ta sẽ dẫn đến buồn chán, và tùy cái mức độ lạc quan hay bi quan của mỗi con người mà cái cảm xúc về buồn chán của các thực tế tồi tệ xảy ra khác nhau. Có một bà mẹ có một đứa con hư, nói hoài không nghe. Bà buồn chán, bà đau khổ đến độ mà bà tiều tụy. Đây là một cái điều mà gọi là ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc nào ngủ gác tay lên trán là nhớ đứa con, làm việc gì là nhớ đến đứa con. Nói chung là những cái đứa con mà gọi là bất trị á, đã làm cho bà tuyệt vọng. Và khi bà mà người dẫn đứa con đến gặp tôi nhìn bà tôi nghĩ cảm giác là bà đã bệnh 5-6 tháng trời, chứ không phải là những người mà gọi là chỉ khổ vì con. Chỉ khổ vì con thôi mà bà tiêu tụy, bà hút sâu mắt và những con người của bà mất năng lượng sống ghê gớm. Hỏi là đã gì? Buồn chán về việc con quá rồi, ăn không ngon, ngủ không yên, tất cả mọi thứ là như vậy. Vậy thì nếu một đứa con này ngoan cố nữa và làm khổ tâm những người cha mẹ thì đến một lúc nào đó bà sẽ chết vì cảm xúc buồn này, không xuất phát từ bệnh tật gì hết. Bà không có bệnh tật gì hết đó, chỉ là suy nghĩ và lo lắng cho một đứa con thôi. Thì tôi nghĩ rằng những cái nỗi buồn này, người buồn thứ, cái người này buồn vì con, nhưng mà có những người khác khi gặp nhau hai bà buồn nhau, hỏi bà buồn gì, tôi bệnh không ạ, cá mình bị ung thư gì á. Thì của nó cũng lại là buồn nữa. Bây giờ con bà này có ngoan, có hiền, có này có kia, gia đình rất là ổn định, nhưng giờ nói là gờ có khối cục gì tròn tròn nó chết rồi, ung thư chết tiêu rồi. Chỉ cần như vậy thôi là bắt đầu là suy sụp. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng có những người bệnh chưa đáng chết, nhưng mà suy sụp tinh thần là dẫn đến cái chết. Hồi sáng này tôi có đi thăm một cái người bệnh, mà qua tôi nói với các vị là họ muốn gặp tôi một lần cuối á. Nhưng mà khi tôi gặp họ tôi nói chưa cuối đâu. Mà tôi nghĩ rằng cái mức độ suy tư lo lắng tuyệt vọng á, nó làm cho con người người ta nghĩ rằng là người ta đã không còn cái cơ hội để sống. Cho nên hồi sáng gặp cái chú này, chú 65 tuổi, thì bác sĩ mà khám bệnh cho chú thì nói rằng chẩn đoán gọi là ung thư, nhưng không biết ung thư gì. Tôi hỏi ung thư gì, nó ung thư gì, đó là tìm ra ung thư gì mà bệnh tùm lum hết. Mà tôi hỏi là ung thư hay ung thư gì, ung thư máu, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư ruột, ung thư bao tử gì đó, ung thư một cái gì nó phải có, mà cái này nó không có. Ông nói nó chạy cùng người hết. Chính cái câu nói của bác sĩ như thế đã làm cho ông rơi vào hoang mang. Bệnh biết bệnh gì mà nói ung thư, không biết ung thư gì. Và vì vậy mỗi một lần ông đau nhất gì đó là cho ông thuốc uống giảm đau. Cho nên tôi nghĩ cái này đối với tôi là tư tưởng nặng hơn là thực tế. Bởi vì thật ra mà nói bác sĩ phải cho biết rất rõ là ung thư gì chứ, để cho ta biết đường trị bệnh chứ, tự nhiên nó ung thư gì. Chẩn đoán thì ung thư mà không kết luận là ung thư gì thì không chấp nhận được cái này. Cho nên tôi nói là bác sĩ nào khám mà nói cái câu như vậy là vô tình đẩy chú đi đến chỗ là hoang mang vờ quạng, không biết như thế nào. Cho nên chú bị khủng hoảng tâm lý, quên không đụng, cho nên không có xác định được. Trong khi nhìn hình dáng của chú và tôi nhìn mọi thứ một cách cảm quan của tôi chủ quan rằng là chú chưa đến nỗi nào. Một người ung thư không thể đơn giản với cái biểu hiện như thế được, nhưng ở đây là biểu hiện của buồn chán và lo lắng. Chính cái buồn chán lo lắng để trở nên một con người mất lực. Tức là bây giờ tự nhiên buồn chán quá, con người không còn đủ sức để gắng gượng cái gì. Bây giờ tôi nói các vị đang là các vị không bệnh tật gì hết, mà các vị ginh một cái khiêng một cái gì đó 5-6 kg, hàng chục 20 kg đó, các vị ginh rất là nhẹ nhàng, thậm chí ngay trong giờ phút này truyền nhau ra ginh rất là thoải mái. Nhưng mà các vị nghe một cái tin buồn, một cái tin tiêu cực, một tin tai nạn, một tin bệnh tật của bản thân hay là người thân chúng ta, tự nhiên ginh nói sức không còn. Như vậy ở đây các vị thấy cái gì?
tâm lý quyết định cho thể trạng con người quan trọng lắm, chẳng phải bình thường. Cho nên những con người mà gọi là bi quan quá, bác sĩ rất khó điều trị bệnh. Những con người bệnh 1 và tưởng tượng 10, có những khi bệnh không chết mà cứ tưởng tượng để đẩy chúng ta vào chỗ chết. Về mặt tâm lý cơ bản, đa phần là chúng ta dệt thiêu về tất cả các thực tế nhiều hơn là nỗi khổ hay là cái bệnh thực tế của chúng ta. Có những người không có bệnh nhiều nhưng mà tưởng tượng lớn quá, cuối cùng trở thành người bệnh còn tệ hơn là những người gọi là bệnh rồi bệnh nặng nhất. Đây là điều mà tôi muốn nói với các vị. Cho nên khi mà các vị có bệnh đó là chuyện bình thường. Cái lời đầu tiên mà tôi nói chuyện với chú này, tôi nói chú hôm nay 65 tuổi rồi, vì vậy bệnh là chuyện bình thường, không bệnh là chuyện bất thường. Tôi nói thật mà, 65 tuổi để có những cái căn bệnh không gì để coi là đáng nói. Quy luật cuộc đời này, tới 65 tuổi bệnh là may mắn lắm rồi. Tôi đã bệnh mấy chục năm về trước là. Tôi nói vậy để các vị thấy điều gì. Bệnh không phải là một cái chuyện lạ với chúng ta, nhưng mà gọi là cái tâm lý sinh tồn, cái tâm lý hy vọng sống của chúng ta, về tham ái trong cuộc đời, về bản thân, về sở hữu, chúng ta lớn quá. Cho nên khi nghe bệnh tật chúng ta bị tuyệt vọng ngay là chúng ta nghĩ những ước mơ chúng ta sẽ dừng chân tại đó rồi, hoặc là chúng ta có thể kết thúc tại đó rồi. Và vì vậy lo lắng sau cơn bệnh hay là những cái bệnh chúng ta đã mất cái gì đó, nó làm chúng ta bị khủng hoảng. Cho thực tế những cái bệnh như vậy chưa chắc là để khủng hoảng chúng ta, và chưa chắc đau đến nỗi mà chúng ta phải tuyệt vọng. Vì vậy tôi muốn nói rằng là đau khổ cũng bệnh. Tức là các vị có vật vã, có đau khổ cách mấy, các vị có làm hết bệnh không? Không. Như vậy thì chúng ta chuyển từ nỗi đau thành niềm vui. Chúng ta có thể thay đổi cảm xúc. Đau khổ không hết bệnh thì lạc quan đi, vui vẻ đi. Bởi vì chúng ta phải tìm cách để ban tặng cho chính mình những cái gì mà chúng ta có thể sống được. Bệnh cũng là một mặt trái của cuộc đời thôi, chứ không phải là cái gì ngoài cuộc đời. Trong cuộc đời có hai mặt, hạnh phúc và khổ đau. Các vị chấp nhận hạnh phúc, các vị phải chấp nhận khổ đau. Không thể nào có một chiều chỉ có hạnh phúc mà không khổ đau. Các vị đừng quan tưởng, dù các vị sống ở đâu, ở Hà Lan cũng thế. Tôi muốn nói với các vị là như vậy. Vì vậy cho nên là những vấn đề này khi các vị hiểu và giác ngộ được Phật Pháp thì tuyệt vời. Và tôi nói chuyện với chú hồi sáng rất là chân tình mà rất là theo đạo lý. Và tôi đã đưa ra những cái cách để thức để chú ứng dụng và thay đổi những cảm xúc, tâm trạng của mình và quán chiếu để tu tập. Bệnh là một chân lý trong cuộc đời, không ai là có thể không gọi là không bệnh hết á. Một vài người đặc biệt nhất trong cuộc đời hiếm bệnh, chứ còn cơ bản nhất con người chúng ta là theo quy luật của chân lý là sanh dạ bệnh chết là một nguyên tắc không khác. Vì vậy có những người lo lắng về bệnh tật thôi đã suy sụp tinh thần, buồn chán và khổ đau tuyệt vọng. Có những người không vì con, có những người không vì bệnh tật, mà có những người vì mặc cảm bản thân vì một cái gì đó. Có thể do bản thân chúng ta không bằng một cái người đồng trang lứa, một cái người hàng xóm, một cái người bạn vì lý do gì đó. Có thể không bằng về tài sản, có không bằng vì bản thân, về trình độ, hoặc là không bằng về sắc đẹp chẳng hạn. Có những người mặc cảm bản thân vì thua sút bạn bè, bởi vì một lý do gì đó, rồi cái tự nhiên là cuốn mình như là con tầm ở trong két, không phát huy được và chôn giấu những cái nỗi niềm của chúng ta. Thất vọng về bản thân chúng ta, đôi khi trách trời, trách đất, trách mẹ, trách cha, tại sao sinh ra thân phận trong cuộc đời lại không bằng những cái người đang là như thế như thế. Sự thật, cha mẹ nào muốn chúng ta. Nhưng mà nghiệp lực chúng ta phải có mặt trên cuộc đời bằng cách tương xứng. Đó là chuyện mà không ai mong muốn, và cả bản thân chúng ta cũng không muốn. Nhưng mà may do chúng ta muốn hay không muốn, để tất cả các việc nó diễn ra. Mà các việc diễn ra theo quy luật của gì? Nó thoáng đầu ra trúng trúng đó. Của nghiệp. Đó là nguyên tắc rồi. Vì vậy ở đây rất nhiều người trên cuộc đời trở thành danh và là những người khiếm khuyết. Có những người tật nguyền về chân cẳng, hay là có những người tật nguyền, có những người mù lòa, có những người này kia,
nhưng mà họ vẫn có thể trở thành những con người nổi tiếng. Có nghĩa là họ khiếm khuyết cái này nhưng mà họ biết phát huy cái kia. Dù bây giờ chúng ta sinh ra trong cuộc đời chúng ta không có đôi chân hoặc đôi chân không lành lặn, mà chúng ta đi mà gọi là học để trở thành mà gọi là vận động viên điền kinh hay là marathon thì cái đó nó không đúng. Các bạn nên nhớ là như vậy. Bây giờ chúng ta bị khiếm khuyết về cái đôi chân thì chúng ta không thể thi mà gọi là đạp xe đạp rồi được, và chúng ta không thể nào mà thi thể dục thẩm mỹ rồi được. Cho nên chúng ta phải chọn cái gì chúng ta xài cái đầu và đôi tay. Vậy đó mà có những người khiếm khuyết đôi chân trở thành đôi tay hay là khối óc hoàn hảo. Có người không có đôi tay họ lại xài những đôi chân hoàn hảo. Cho nên các vị thấy gì, nếu con người chúng ta không tiêu cực thì mọi việc đều có thể trở thành tích cực với chúng ta. Cho nên tôi mới nhớ một cái câu của một triết gia, ông đã từng nói một câu như thế này: quay hướng về mặt trời thì bóng tối sẽ ở lại phía sau. Câu nói rất đơn giản như vậy nhưng mà đó là một sự thật. Tức là khi chúng ta hướng mặt về phía mặt trời thì bóng tối sợ lại phía sau. Thực tế đúng không? Như vậy cái câu này nói với chúng ta cái gì? Nếu chúng ta suy nghĩ tích cực thì tất cả những chiều hướng của tích cực nó xuất hiện với chúng ta và nó mở lối cho chúng ta đi bằng con đường tích cực. Nhưng mà một khi chúng ta, tâm hồn chúng ta bi quan tiêu cực thì những cái lối tiêu cực bắt đầu nó mở ra cho chúng ta. Cho nên ở đây các vị nên nhớ là khổ đau buồn chán, các vị suy nghĩ một điều là chỉ là trạng thái nhất thời. Cái này trong cái vấn đề để giải quyết các vấn đề tâm trạng tôi sẽ chia sẻ các vị sâu hơn. Nhưng tôi chỉ nói với các vị hãy nhìn nhận rất rõ như vậy. Các vị cứ cho mình thoát ra khỏi những cái cảm giác đó đi. Câu cái nói là cái gì? Giống như tôi muốn nói với cái chú hồi sáng mà chú bệnh đó, tôi nói là cái biết bệnh của chú chưa từng đau. Thật ra đau là cái gì? Đau không là cái gì chứ trời ạ. Nó chỉ là những cái tác động đến thần kinh cảm giác mà chúng ta có đau thôi. Chứ thật ra mà nói chúng ta đau nó không thật. Thử chúng ta chích một cái loại thuốc gì ức chế thần kinh cảm giác hoặc chúng ta bị liệt thần kinh cảm giác coi. Người ta lấy búa dần nát cái tay chúng ta coi có cảm xúc không? Không bao giờ có. Các vị nên nhớ là như vậy nha. Nếu mà thần kinh cảm giác chúng ta không có thì cũng thân này cử động về tất cả mọi thứ. Nhưng mà các vị lấy cái tay này các vị thảy vô lửa đốt rồi các vị nhìn cười chơi chứ các vị không có cảm giác hết. Đau là từ thần kinh cảm giác. Sự thật đau không thật mà. Cho nên tôi nghĩ rằng cái biết đau chưa từng đau, tôi khuyên chú rằng hãy nên bình tĩnh và quán chiếu về điều đó. Cái biết khổ chưa từng khổ, chúng ta có những cái tuyệt vời lắm nhưng mà chúng ta không sống với cái đó được, mà chúng ta đồng cảm giữa chúng ta và tưởng tượng cảm xúc khổ đau nó là một, cho nên chúng ta mới chết dở ở trong này. Rồi có những người không đau khổ về thân phận hay là con cái hay là bệnh tật, nhưng mà đau khổ về cái gì? Làm ăn thất bại. Các vị thấy có những người làm ăn thất bại tự tử chưa? Rất nhiều người. Sở dĩ có bài giảng của tôi là bài giảng là kinh doanh theo quan niệm đạo Phật hay là một loạt bài giảng về kinh tế, nó cũng xuất phát từ cái này. Xin thưa với các vị, có những người làm ăn thất bại cái tự nhiên buồn chán cái tìm cách tự tử, hay là nói chung là trở nên tiêu cực, mất hết phương hướng trong cuộc đời. Cái này các vị nên là để ý lại một chút. Sự thật các vị làm ăn thất bại có nhục nhã không? Hả? Có xấu xa lắm không? Đi ăn chơi mà để gọi là suy sụp á, thì cái đó có cái gì đó nó không có bình thường. Nhưng mà làm ăn thất bại, suy sụp, đó là chuyện rất bình thường. Vì vậy chúng ta không vì những cái cảm giác này mà chúng ta để tiêu cực trong cái bản thân hay là cuộc đời của chúng ta. Vì vậy cho nên cái người mà gọi là làm ăn suy sụp để sa sút buồn chán nó không phù hợp với cái quan niệm theo Phật giáo hay là những người có bản lĩnh. Rồi bên cạnh đó có những người khi mà bị gọi là trong gia đình sống có cái vấn đề, ví dụ như gia đình không trọn vẹn về tình cảm, chúng ta ghen tức. Có những người ghen tức lên muốn bỏ mạng luôn. Sở dĩ tôi có cái bài giảng là chuyển hóa nỗi đau phản bội và bài giảng là hãy tự cứu mình trước á, là nó cũng xuất phát từ cái này. Chúng ta có thể xảy ra cái việc mà tình cảm không trọn, là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, các vị lấy cái đó
để mà gọi là các vị sống vợ chết vợ thì các vị bảo vệ tình yêu các vị, thì cái này tôi nghĩ là không hay. Cho nên có những người tôi thấy rằng bản thân không lo cứu mà đi lo cứu vấn đề, sắp chết rồi mà đi cứu vấn đề cái gì, rồi cuối cùng chúng ta tàn phế, chúng ta nằm một chỗ hoặc chúng ta chết đi thì chúng ta có bảo vệ được ai nữa không? Nhưng mà không hiểu tại sao lại là bất cứ một vấn đề xảy ra chúng ta không nghĩ cứu mình mà chúng ta lo nghĩ cứu vấn đề, trong khi bản thân chúng ta sa sút, cho bản thân chúng ta khổ đau đi không nổi mà đòi đánh ghen. Tại sao lại là như vậy? Có nghĩa là ở đây có những cái cách suy nghĩ nó thiếu thông minh. Thay vì bây giờ các vấn đề nó đã tồi tệ như vậy rồi, chúng ta phải nghĩ cách như thế nào để bảo vệ mình, nâng cấp mình, hay là mọi thứ, những cái gì tích cực là bản thân mình, để thu hút hơn, để tốt hơn, hấp dẫn hơn, hay là có đủ sức để đối đầu với việc này hơn. Chúng ta là không nghĩ ra các cách đó, mà chúng ta nghĩ cách là làm sao cứu vấn đề mà lòng vẫn khổ đau sa sút như thế này, không phù hợp. Cho nên á, có những người á là rơi vào trong những trường hợp đó, tất cả công ăn việc làm sa sút hết, bản thân bỏ rơi hết mọi thứ, như vậy thì không còn phù hợp nữa. Như vậy nhiều vấn đề mà tôi nêu ra cho các vị là những tình huống để dẫn đến sự buồn chán nó vô số, nhưng mà tôi liệt kê những cái nỗi cộm thôi. Những cái nỗi cộm này để chi? Để bản thân của các vị hay là người thân của các vị nếu lỡ rơi vào trong những trường hợp như thế này, chúng ta biết làm gì để chuyển hóa, để thay đổi. Như vậy là tôi liệt kê ra những cái này, các vị thấy rằng những cái này nó dẫn đến cho chúng ta về mặt tinh thần như thế nào. Cơ bản nhất, những cái buồn chán nó sẽ dẫn đến những trạng thái tâm lý và bệnh tật của chúng ta. Nó cũng có mấy trường hợp như thế này. Ở đây chúng ta biết những người bị trầm cảm không? Những người bị trầm cảm là những người rơi vào trong những trường hợp này. Có nghĩa là do một lý do gì đó dẫn đến buồn chán, nỗi niềm được chứa chất lâu ngày quá và trở nên một cái con người gọi là sống trầm cảm. Và khi mà người ta trầm cảm như vậy đó là có nghĩa là người ta không có định hướng được cuộc sống, người ta sống không có cảm xúc với mọi thứ bên ngoài, mà người ta ôm trong lòng người ta một cái ức chế gì đó trong tinh thần, và vì vậy người ta sẽ sống không bình thường. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên những cái trạng thái mà hậu quả của những cái việc mà gọi là do buồn chán để dẫn đến bệnh tật như vậy bao gồm là trầm cảm nè, rồi bao gồm những cái người là ăn không ngon ngủ không yên nè, rồi những cái con người gọi là bị stress nặng nè, hay là những cái con người mà rơi vào trong cái trạng thái là hoang tưởng nè, rồi mất định hướng trong cuộc sống nè, rồi hoang mang vớ vẩn nè. Những cái trạng thái này là những trạng thái của những người buồn chán lâu ngày để phát sinh ra. Mà hồi nãy tôi nói cái người mà gọi là bị, mà khi rơi vào trường hợp mà lo lắng buồn chán bản thân và dẫn đến bị xuất huyết bao tử đó, đó là một trong những triệu chứng rõ nhất cho các vị thấy. Nếu những người không biết kiểm soát lấy chính mình thì không biết những triệu chứng này từ đâu. Có những người bị stress nhưng mà không xác định được rằng là tại sao mình bị stress. Con người mình sống một thời gian cái tự nhiên là mình thấy mình bất cần, mình thấy mình mất cảm hứng, mình thấy mình mất cái gì trong cuộc sống hết trơn trời, mà mình không biết nguyên nhân từ đâu. Rồi có những khi chúng ta mất định hướng trong cuộc sống, chúng ta sống như một quán tính hàng ngày mà chúng ta không biết chúng ta làm gì. Ăn không biết mình đang ăn, mà làm không biết mình đang làm. Sống một cái thân xác một nơi mà đầu óc một nẻo, tức là mất kiểm soát tinh thần, mất định hướng mọi thứ. Đây là kết quả của những cái quá trình gọi là buồn chán trong cuộc đời dẫn đến những tâm trạng này. Cho nên ai có những tâm trạng này là phải ngồi suy tư lại, quán chiếu để xét nét lại về vấn đề là ở đâu có những cái trạng thái này. Và vì vậy chúng ta có những trạng thái tạm thời, tức là những trạng thái lo lắng, quan tưởng hay là bị stress tạm thời, mà có những người bị stress trở thành bệnh tật, thì cái này tùy cái mức độ gọi là trạng thái của tất cả các vị trong cái sự kiểm soát của các vị. Như vậy đối với vấn đề của người tu Phật, làm gì để mà có thể thay đổi được những trạng thái này bằng phương pháp tu hành? Những cái gì trong cuộc đời có là những cái vui chơi đó, tôi nói với các vị á, những cái vui chơi này tất cả mọi thứ chỉ là cái để giúp chúng ta giải khuây.
giải trí mà, để chúng ta bớt sầu, để chúng ta bớt buồn, để chúng ta bớt căng thẳng, để cái gì đó. Thật ra mọi thứ niềm vui nó đều là những cái để giúp cho chúng ta bớt buồn. Và con người chúng ta phải có niềm vui chúng ta mới thể sống được. Và đây là một điều mà tôi trao đổi với một sư cô. Mà một sư cô đó là cậu là người mở khóa tu cho những người khiếm thị. Và cậu nói rằng: thầy à, thấy những người khiếm thị chứ họ nghiệp dày á, họ đã vô khóa tu rồi mà họ còn gian lận đó. Tôi hỏi gian lận gì? Thầy biết họ vô trong khóa tu mà mình cấm không được cái này, không được cái kia để mà yên ổn trong khóa tu á, thì họ lại lép con họ chơi bài. Tôi mới hỏi họ: ủa, họ khiếm thị họ thấy đường đâu họ chơi bài? Cổ mới nói đó là cái đáng nói. Cổ mới nói là như vậy: họ chơi bài nổi thì biết không? Tức là họ mặc định những cái bài mà họ làm nổi á, để họ biết cái đó là mặc định, đó là cái gì, và họ lén còn họ chơi như thế đó, họ giấu bài trong người đó. Khi hỏi họ có này kia họ không, tất cả mọi thứ cái rồi. Nhiều khi là nghe mình không có nói, im lặng, họ tưởng mình đi cái họ bóc ra họ chơi nhưng mà họ không thấy mình. Thì lúc đó tôi mới nói rằng thật ra cái việc quy chế của mỗi nơi tu tập thì tôi nghĩ cũng cần thiết, nhưng mà cần thiết sự cảm thông của chúng ta nhiều hơn. Tôi mới nói với sư cô, tôi nói: cô à, trong cuộc đời dường như họ không còn nữa. Tức là những người khiếm thị là hình như không có cái gì để vui trong cuộc đời, cho nên họ phải tìm ra những cái gì để họ có thể vui được, để họ tồn tại. Nếu mà những con người này mà rơi vào trong trường hợp là không còn gì để vui nữa thì không ai sống nổi đâu. Tôi nói cái này cô giật mình. Và vì vậy tôi mới nói rằng cô đưa ra cái cách thức tu học hay mọi thứ gì đó để làm cho họ cảm thấy rằng họ đến với đạo vui hơn những cái đang là, thì họ sẽ tự từ bỏ. Chứ không mang cái nghĩa là yêu cầu họ, ức chế họ để họ có thể chấp nhận một cái điều do mình bị la hay là bị buộc. Cái đó chưa đúng. Và chúng ta cần phải có một phương tiện gì đó để giúp cho mọi người vui. Mà cái điều này các vị đọc trong kinh mà Pháp Hoa, các vị đọc trong phẩm thứ 3 là phẩm thí dụ á, các vị có nhớ rằng hành động của ông trưởng giả mà để làm gì để giúp các cái đứa con của ông chạy khỏi nhà lửa không? Nhớ không? Như vậy thì đọc trong cái phẩm thí dụ thứ 3, các vị thấy các đứa con vui chơi ở trong nhà lửa mà nhà lửa đầy nguy hiểm. Nhà lửa sắp sập, nhà lửa có quỷ dạ xoa, nhà lửa có nhiều tai biến, nhà lửa có các loại rắn độc. Và nhà này rất rộng nhưng mà chỉ có một cửa để ra vào. Nhưng mà khi ngộ biến đến thì rất khó để chạy thoát. Vì vậy ông trưởng giả rất là lo lắng cho con mình, mà nói: con à, đi ra đi, nhà này nguy hiểm lắm. Mấy đứa con có nghe không? Không, vẫn vui vẻ chạy trong ngôi nhà lửa như thế. Cuối cùng ông trưởng giả đưa ra một phương tiện gì? Ông trưởng giả đưa ra một phương tiện là dùng xe dê, xe hư, xe trâu. Tức là dùng những niềm vui bên ngoài nó lớn hơn những niềm vui đang ở trong nhà lửa. Để dụ: các con à, nhanh ra, ở ngoài này có xe dê, xe hư, xe trâu đợi chờ sẵn cho các con. Nhanh ra mà chọn lấy mà vui chơi. Đưa các con ra. Ra. Đây là những cái phương tiện mà thật ra ý Phật nói ở trong này mang cái nghĩa như là một cái vấn đề tu tập từ tam thừa quay về nhất thừa, đó là Phật thừa. Nhưng tôi chỉ muốn mượn hình ảnh này để tôi minh họa một điều rất đơn giản ở trong chúng ta là hãy cho người khác một niềm vui thánh thiện và tốt hơn, để người ta bỏ những niềm vui thấp kém và đơn giản này. Hãy có một cái cách đó. Các vị hướng dẫn mở một khóa tu cho mọi người tu hành, người ta về để tu để được cái gì? Người ta không có một niềm vui trong sự giải thoát an lạc thì không có lý do gì giữ được chân của những người về tu tập. Đây là điều đương nhiên. Như vậy trong chùa chúng ta phải đưa ra một giáo pháp, cái an lạc, cái giải thoát, cái tịnh tu trong nhà chùa để được cái gì nơi mỗi con người chúng ta. Anh thấy rằng họ đem lên sòng căn họ so sánh. Tôi đi đến nghe pháp một thời và tôi đi casino một giờ, tôi thấy việc đi casino hấp dẫn hơn. Nếu mà để cho người ta cảm giác rằng như vậy, người ta sẽ đi đến casino chứ không bao giờ người ta đến nghe pháp. Vì vậy ở nơi nhà chùa, khi mà chúng ta giới thiệu một cái gì đó, chúng ta phải đưa ra được là vì lợi ích gì cho những người đến nghe pháp hay là đến học tu,
đó là khi người ta trở thành Phật tử để người ta được gì? Không phải người ta đem cộng trừ nhân chia, nhưng mà điều đó chúng ta phải có một cái gì đó rõ ràng. Khi người ta đến chùa, người ta không nghe được cái gì an vui lợi lạc, mà đến chùa chỉ nghe nhiều chuyện đấu đá hay là nói chuyện vớ vẩn thị phi. Cái này không phải nơi nhà chùa nữa mà nơi chợ trời. Đến chùa mà nghe những cái đó làm sao an lạc? Và nhà chùa không hóa giải được những cái này thì trên cuộc đời chỗ nào hóa giải? Vì vậy chùa chúng ta phải làm sao như một hòn đảo để cho mọi người phải nương tựa giữa biển trùng dương, giữa sóng muôn trùng, thì làm sao con người cũng phải có được một cái hải đảo để nương tựa chứ, dù là hải đảo nhỏ. Giữa một sa mạc mênh mông, người ta cần nương tựa cái gì? Ốc đảo. Vậy thì chúng ta là một nhà chùa giữa cuộc đời này phải làm sao là trở thành một cái hải đảo giữa những nơi mà muôn trùng sóng biển đan dây. Rồi chúng ta cũng phải trở thành những cái ốc đảo giữa xung quanh là sa mạc. Nếu nhà chùa không làm được cái nhiệm vụ đó và không đem lại một sự an lạc tối thiểu cho chúng sinh, một chỗ nương tựa như vậy, thì thật ra mà nói chúng ta không có thể trở thành một lợi ích thiết thực cho chúng sinh cho cuộc đời. Đây là một nguyên tắc. Vì vậy chúng ta đến với đạo pháp, chúng ta sẽ cảm thấy rằng cái vui của đạo để giúp chúng ta giải quyết được tất cả những phiền lụy gì trong cuộc đời là quan trọng. Cho nên những cái mà ban đầu chúng ta đến với đạo là cầu cúng tín ngưỡng tụng kinh bái sám gì đó cũng được á, những bước đầu. Nhưng mà giải quyết tất cả các phiền muộn không phải mang cái nghĩa là tụng kinh. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên có những người khổ đau xách kinh ra tụng, trong cái tiếng tụng kinh nó rất là não ruột, nhất là những tiếng tụng kinh đêm về mà thanh vắng nghe càng ngủ đứt từng đoạn, có nghĩa là nỗi niềm đã được gửi vào trong đó quá nhiều. Cho nên bé Thảo lần nãy nó đi, nó chở tôi đi xuống dưới, nó thăm cái vị kia, nó nói là thầy sao ở trong Phật giáo mình lại có những cái cách tụng kinh sao mà nghe buồn ngáo ngủ quá vậy thầy. Tôi nói là cái này nó gắn liền với văn hóa, tập quán, những cái tính văn nghệ theo truyền thống Việt Nam. Cho nên khi mà người ta thực hiện nghi lễ về Phật giáo thì nó cũng lệ thuộc vào tất cả các ngữ điệu mà dân gian Việt Nam từng có. Cho nên là tùy mỗi cái quốc gia nó có những cái cách thức tụng niệm khác nhau về mặt nghi lễ là gì vậy đó. Nó gắn liền với cái đời sống văn hóa tập tục tín ngưỡng của mỗi con người. Về mặt văn hóa là nghi lễ là vậy đó. Còn về mặt triết lý là không thay đổi. Triết lý là lửa ở đây nóng, lửa Việt Nam nóng không? Nóng lên Bắc Cực nóng không? Nóng vậy thôi. Lửa muốn nóng thì đâu cũng nóng. Ở Việt Nam 2 cộng 2 bằng 4, ở Hà Lan 2 cộng 2 bằng mấy? Tôi nói cái gì đó để các vị thấy gì? Về mặt chân lý là nó không đổi. Còn về mặt tất cả những hình thức, người ta có thể thay đổi tùy hoàn cảnh, tập quán, văn hóa và thói quen của mọi con người. Cái việc đó không có gì để gọi là chúng ta phải phân vân và nghĩ ngợi đó. Làm sao cho nó phù hợp với cái sinh hoạt của cộng đồng về mặt nghi lễ về điều đó, đó. Nó là như vậy thôi. Trở lại vấn đề của chúng ta là đạo pháp chúng ta phải giải quyết được tất cả những vấn đề gì cần thiết cho chúng sinh. Đó là những khổ đau mà Đức Phật là người tiên phong về điều đó. Và những hàng tu sĩ của chúng ta đã làm được gì trong cuộc đời đang làm? Mỗi một người đều góp một bàn tay để xây dựng cho đạo pháp và cuộc đời. Mà nhất là cần phải thiết là xây dựng cho con người tu hành phải đúng pháp. Tu hành không đúng pháp, tu trọn đời không có an lạc. Bảo đảm 100%. Không có cách khác được. Cho nên điều quan trọng là hướng dẫn tu hành là phải có cái tính cách đúng pháp, phải phù hợp với cái cách gì? Trước hết để người ta chuyển qua được những cái khổ đau. Những cái khổ trong cuộc đời mà buồn là một trong những loại khổ đau. Buồn có khổ không? Khổ chứ. Đâu có ai ham ôm nỗi buồn nhưng mà buồn được. Buồn được thì gán giữ thôi chứ thật ra mà nói đâu có ai ham giữ đâu. Đôi khi chúng ta cứ cầu nguyện cúng bái để được hết buồn, sự thật nó phải nằm ở trong cái điều đó. Các vị có thể về nghe lại cái bài giảng tôi giảng tại Đức
năm 2013 đó là bài giảng là đọc buông xả đó. Vợ Việt Nam nó có một cái bài giảng là chuyển hóa muộn phiền. Những bài này các vị nghe sẽ có thể giúp cho tất cả các vị có cái nhìn tích cực hơn. Như vậy, để nhìn thực tế một vấn đề, chúng ta phải thay đổi bằng cách nào? Tôi chỉ nói một góc độ phiền não về buồn thôi, còn vô số cái khác, các bài giảng khác để chia sẻ với các vị. Như vậy thì trước hết chúng ta có nỗi buồn, chúng ta cần quán chiếu ngay là vì sao chúng ta buồn. Chứ chúng ta không nói về xung nhiệu được. Không nói về xung nhiệu tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn được. Cái này bác sĩ bó tay à. Tại vì không tìm ra được nguyên nhân là chịu thua. Giống như căn bệnh của chú sáng hỏi nói hỏi gì, nói bác sĩ nó ung thư, ung thư gì nó không biết à, chịu thua. Đầu tiên nhất là chúng ta phải xác định được rằng là chúng ta buồn về cái gì. Gia đình, công việc, bản thân, bạn bè, tình yêu, tiền tài, sự sáng gì đó. Còn cái nói chung là nó phải có lý do. Bất cứ mỗi nỗi buồn nào thì phải có lý do. Và khi tìm được lý do, đó là cái dấu hiệu gọi là tích cực ban đầu. Khi có lý do xác định được vì sao tôi buồn, thì lúc đó các vị bắt đầu là mở cho chúng ta một cánh cửa tích cực để gọi là hướng vào một cái việc gọi là lạc quan rồi đó. Chứ còn bây giờ mà nói buồn là cái từ chung, buồn là phải buồn cái gì? Cho nên ai thưa hỏi tôi việc gì, nói thầy ơi con khổ quá, nhưng mà khổ vì cái gì? Cho nên nói khổ là tiếng chung, nhưng mà khổ vì cái gì thì tôi mới chia sẻ được. Còn nói khổ không biết khổ gì nó tôi cũng bó tay cô luôn. Không biết là cái đó chịu thua. Vì vậy không thể nào dùng cái chung chung nói cái chung chung. Mà đối diện trước mọi người, chúng ta cần phải xác định, nắm chắc các vấn đề để chuyển hóa. Như vậy người nào buồn về cái gì thì chúng ta sẽ giúp cho họ giải quyết vấn đề đó. Cho nên có một câu chuyện nói về bà già hay khóc. Bà già này rất lạ, mưa cũng khóc mà nắng cũng khóc. Ở đây chúng ta có vậy không? Xin thưa các vị, có những người thì chúng ta vui trời mưa, có những người vui trời nắng, có những người buồn trời nắng, có những người buồn trời mưa. Nói chung tùy tâm trạng. Nhưng mà thật ra tâm trạng của chúng ta vô thường đó. Mưa nắng cũng không hẳn là buồn vui, mà nó xuất phát từ hoàn cảnh đang là. Ví dụ bây giờ chúng ta trồng hoa màu, chúng ta trồng nông nghiệp, chúng ta đang gieo mạ hay là gieo hạt gì đó, cả ngàn công như vậy tướng nổi. Nhưng mà nếu chúng ta gieo dừa xong cái trời đổ đám mưa thì sao? Vui không? Vui không? Vui. Nhưng mà ở đây chúng ta đang tổ chức dã ngoại ăn ngoài trời, đổ đám mưa thì sao? Buồn, đúng không? Như vậy mưa vô phượng thử vô phạt, nhưng mà người buồn người vui. Nhưng mà cái bà già này mưa cũng buồn mà nắng cũng buồn. Người ta hỏi tại sao vậy? Bà nói tôi có hai đứa con gái, đứa bán dù đứa bán dài à, cô nào nói đúng. Cho nên là một cái đứa bán dù á thì trời mưa nó bán dù được, nhưng mà đứa bán dài nó ế, cho nên bà tội nghiệp đứa bán dài cho bà khóc. Cái tới trời nắng cái đứa bán dài nó bán được, mà đứa bán dù ế cái của bà cũng khóc. Thì có một người thấy bà như vậy hỏi là bà khóc như vậy thì thôi gì bây giờ đó bà chuyển lại đi. Bây giờ bà thấy trời mưa bà nghĩ rằng cái đứa bán dù nó bán được, cho nên là bà vui vì đứa con gái bán dù bán được, bà cười đi. Hả? Còn bây giờ trời nắng cái đứa bán dài nó bán được thì bà cũng cười đi, sao bà không cười mà đi khóc. Cái kể từ đó bà nói à, hình như cũng đúng ha. Cái từ đó về sau cái nắng mà cũng cười, mưa mà cũng cười. Như vậy thì tôi nói các vị gì, trước kia cũng vẫn mưa nắng tại sao khóc, mà bây giờ cũng vẫn mưa nắng tại sao cười. Có phải là con người chúng ta là người biết làm chủ cảm xúc, nhưng mà chúng ta không biết suy nghĩ tích cực để làm chủ cảm xúc không? Cho nên á, tôi nhớ Nguyễn Du từng nói là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, là như thế. Nếu mà chúng ta tâm trạng không vui là ở đâu cũng không vui, tâm trạng buồn là ở đâu cũng buồn, mà tâm trạng vui ở đâu cũng vui. Vậy thì ở đây con người chúng ta có khả năng làm chủ cảm xúc, nhưng mà chúng ta lại bỏ rơi cái này. Tôi nhớ câu của một triết gia từng nói là
Người lạc quan là người tự ban thưởng chính mình, nhưng mà người bi quan là người tự trừng phạt chính mình. Câu này các vị nghe và suy nghĩ cho kỹ. Cùng là một vấn đề, với một người suy nghĩ tích cực là họ tự ban tặng cho họ, nhưng một người suy nghĩ tiêu cực bi quan là họ tự làm khổ họ. Ngoại cảnh mọi thứ chưa làm khổ họ, nhưng mà tự suy nghĩ của họ làm khổ họ trước. Mọi thứ là như vậy. Một con người bình thường không có bệnh tật, nhưng mà ai mà nói chúng ta một cái gì đó để chúng ta nghi ngờ là tự nhiên chúng ta là khổ đau liền, mất phương hướng liền. Là tại gì? Tại vì cái tâm trạng của chúng ta nó không được thoải mái, không được bình thường. Vì vậy chúng ta chưa bao giờ tập quen để làm chủ cảm xúc và sống theo thói quen của cuộc đời là vui thì vui quá mà buồn thì buồn tận đáy. Đây là rất là nguy hiểm. Con người chúng ta là thường thường là như vậy. Vui thì vui cho hết ga, mà buồn thì tìm nhiều thứ để đẩy mình xuống cho buồn cho tận đáy. Không hiểu làm sao tại sao chúng ta lại như vậy. Chúng ta trong vui chúng ta không biết dừng lại để mà gọi là dừng lại ở một mức độ vừa vui. Chúng ta không làm được chuyện đó. Rồi khi chúng ta buồn chúng ta cũng dừng lại mức độ là vừa đủ cảm xúc để buồn để chịu đựng thôi. Nhưng mà chúng ta không có cái đó. Vì con người chúng ta vui là vui hết ga, mà buồn buồn cũng tận đáy. Cho nên chúng ta sống trồi sụt các với các cảm giác này. Giờ nó làm cho con người chúng ta trở nên mênh mang, khó tả. Vì vậy một cái người tu tập là người bắt đầu biết kiềm chế cảm xúc. Cảm xúc bằng cách nào? Sự thật người không biết cảm xúc là kiêu ngạo vui vẻ thách đố khi thành đạt, mà mặc cảm tủi hổ khi thất bại. Những cảm giác này tại sao lại là như vậy? Vì chúng ta cái gì cũng quá đà là như thế. Khi tu tập, những cái cảm giác này bắt đầu bớt dần trong con người của chúng ta. Thành đạt không kiêu ngạo mà thất bại không nhục nhã là người này bắt đầu có sự tu tập tốt. Nhưng mà khó, đa phần người đời chúng ta khó, vì chúng ta chưa từng tu tập tâm làm sao có những cái cảm giác này. Vì mọi thứ các vị nên nhớ kỹ là thực tế trong những cái gì trong cuộc sống đó, nó không phải là quá bi quan như hay là quá là lạc quan như chúng ta từng suy nghĩ, mà tùy vào tâm trạng. Vì vậy làm chủ tâm trạng là điều quan trọng đối với những người bắt đầu tập tu. Cho nên tu tập tâm là một trong những vấn đề mà gọi là quan trọng. Người tu tại sao hay đề cập đến tâm là như thế? Bởi vì tâm là người chủ động các hành động mà. Cho nên các vị đừng quan niệm là tâm là theo quan niệm là trường phái duy tâm hay là các tôn giáo rồi là duy tâm tôn giáo. Sai lầm. Trong đạo Phật không phải là một trường phái duy tâm, mà đạo Phật cũng không là phải là một loại duy tâm tôn giáo, nên nhớ là như vậy. Hay là gọi là duy tâm thần học, không có chuyện đó trong đạo Phật. Đạo Phật đề cập đến chữ tâm không bao giờ mang nghĩa như một sự tồn tại độc lập, mà Đức Phật dạy chúng ta rất rõ là tâm chủ động cho các hành động. Vì vậy muốn làm chủ các hành động phải làm chủ cái tâm. Như tôi nói bây giờ cái này cái chuông bằng vàng, chuông bằng vàng bao nhiêu đây là cỡ nhiêu hả? À, tròn ký đi. À, cái ký ký giả nhiêu tiền? 32.000. Một ký vàng 32.000. Rồi 32.000. Vậy là số tiền này lớn kinh dị á. Nha, nha. Cô thì mới có tỷ mấy à, còn tôi là phải tỷ mấy dữ vậy. Sao so sánh nhau được vậy? Tôi gọi là bằng tăng, cô lại khác, cô tỷ phú, cô nói tỷ làm gì? Còn tôi bằng tăng, tôi phải nói tỷ quá vậy. Xin thưa các vị, về một mức độ đó là như vậy. Nhưng mà giờ tôi nói là tôi thấy cái chuông này bằng vàng trị giá 32.000, làm hồi bể không vậy? Làm hồi bể đền quan mạng á. Rồi bây giờ có khi nào các vị nghĩ rằng tôi thấy cái chuông vậy cái tôi lấy tôi bỏ túi không hả? Cái tay tôi tự động cái tự nhiên đi đụng cái chuông cái lượm bỏ túi, có không? Không. Khi cái tay tôi muốn lượm cái chuông này bỏ túi, cái đầu tôi phải nghĩ gì chứ? Cái đầu tôi trước hết là à, cái chuông này bằng vàng à, trị giá 32 tỷ. Ơ xin lỗi, 32.000 euro á. Đầu trong đầu
mình đang mơ ước gì được 30.000 để mua chiếc xe Audi. Trời, ví dụ vậy. Tôi không biết giá nhiều tôi nói đại nha. Rồi. Và suy nghĩ như vậy là thật ra mà nói dòm dòm có ai không cái đã. Có thầy trụ trì kế bên không cái đã. Hoặc là tìm cách gì đó để cho ông hướng cái đầu đi chỗ khác đây chứ. Đó. Rồi bắt đầu suy nghĩ vậy cái tay tôi mới bắt đầu là gờ tới và tôi mới lấy. Và khi lấy vậy tôi nghĩ là phải lấy bỏ đâu. Còn sự thật tự thân cái tay tôi không biết lấy cái này để bỏ vào túi. Các vị hiểu ra được điều tôi nói. Như vậy cái tay này là không thể hành động. Mà tay này nó do sự chủ động của tâm. Vì vậy Đức Phật mới dạy rằng để kiềm chế các hành động là kiềm chế tự từng tâm chứ không phải là một duy tâm. Các vị nên nhớ chỗ này. Các vị nghe lại bài giảng tôi giảng là đạo Phật là duy tâm hay là duy vật. Các vị sẽ hiểu sự phân tích của tôi. Vì vậy trong một con người tu hành, tôi đã giảng trong một bài giảng là tu thân và tu tâm. Tôi có nói một người tu hành cả một cuộc đời bản thân này có thể không vi phạm các điều luật giới luật hay là vi phạm về đạo đức, nhưng mà tâm của các vị này vẫn còn ràng buộc trong những vấn đề đó thì vẫn không giải thoát như thường. Các vị nên nhớ là như vậy. Có thể thân chúng ta không hành động nhưng tâm chúng ta vẫn còn loạn. Vì vậy cái mức độ gọi là tu tập tâm trong nhà đạo quan trọng hơn là gìn giữ về bản thân. Cho nên những người mà đắc đạo về thiền hay là những cái người mà gọi là đạt được tâm chứng thì họ hay sống một cách bê bối mà chúng ta từng thấy. Đây là những con người bắt đầu là phá đi cái ngã thông thường mà chúng ta từng nhìn mắt. Cho nên con người có thể kè kè giữ bản thân để gọi là một cách tốt đẹp, nhưng mà thật sự cái tốt đẹp này nó không xuất phát từ sự giác ngộ của nội tâm, thì thật sự hành động này chưa tốt trọn vẹn và hành động này chưa giúp người đó giải thoát. Bởi vì người đó vẫn còn bị cột trói bởi các loại phiền não. Các bạn nhớ là như vậy. Đây là điều mà Đức Phật đã từng dạy trong một số bài kinh, là Đức Phật ví dụ một cái bát ngoài sạch trong dơ, rồi trong sạch ngoài dơ, rồi trong sạch ngoài sạch và trong dơ ngoài dơ, để Đức Phật thí dụ cho giữa thân và tâm. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là tệ nhất thì thà ngoài dơ trong sạch thì cái bát nó vẫn còn sai được. Có nghĩa là bản thân là lu bu nhưng mà thật sự tâm hồn đã được giải thoát á thì sai được. Còn cao nhất mà Đức Phật nói rằng cả trong sạch và ngoài sạch thì quá tuyệt vời. Cho nên một người tu phải xác định được rằng là cần chuyển hóa tâm thức hơn là những hình thức đang giữ một cách máy móc. Các vị khi tu tập, các vị ăn chay niệm Phật tụng kinh rồi đó, niệm Phật gì đó, những cái này mà các vị nào cố chấp để chỉ trích, để bươi móc, để chứng tỏ, tất cả những người này không đạt được hiệu quả của sự tu hành. Nhớ là như vậy. Cái người ăn chay thật sự ăn chay á là họ là tâm hồn rất là trong sáng. Còn cái người mà ăn chay tâm hồn không trong sáng bằng máy móc á, ăn mới mấy cái mấy ngày cả làng là ăn biết ăn chay. Đi tới đâu ăn chay chứ trời. Còn người mà ăn chay thứ thiệt đó họ không nói. Cho nên tôi nói với các vị á, những vị thầy ở trong chùa lâu năm hay là những người cư sĩ ăn chay lâu năm không bao giờ biết mình ăn chay. Người nào còn biết mình ăn chay và cho rằng là mình là người ăn chay, sự thật ăn chay như vậy vẫn còn điều kiện và có một ngày nào đó sẽ thối bộ trên con đường ăn chay. Nhớ là như vậy. Bởi vì cái khái niệm ăn mặn vẫn còn trong lòng chúng ta. Các vị vẫn có thể dắt ngã cho cái lộ trình này với một lý do gì đó. Mà chuyện này đã từng xảy ra. Các vị biết xảy ra thế nào? Các vị nghe lại bài giảng tôi giảng tại Mỹ. Đó là bài giảng là tùy duyên bất biến. Các vị nghe lại bài giảng này, các vị sẽ hiểu được cái vấn đề tôi nói hôm nay. Những gì tôi giảng rồi tôi không muốn nói lại nhiều, nhưng tôi nói vậy để các vị thấy rằng là cái việc gọi là khi một người thật sự tu tập nó lại khác với những người làm hình tướng. Cho nên một người cư sĩ làm hình tướng có nghĩa là người này vô tình làm cái rào cản giữa ta và mọi người, hay là nhất là những người thân trong gia đình. Những hình thức này không giúp cho chúng ta giải thoát. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng hồi chưa ăn chay sao gia đình vui vẻ quá, tới chừng ăn chay sao phiền não quá thì ta. Như vậy ở đây, khi phiền não quá vậy ta, các vị biết rằng các vị đang sai đó. Nhưng mà các vị không bao giờ chịu nhận mình sai. Nói tại chồng tôi nói chướng, mấy đứa con tôi nói chướng, thế thế. Mà mình chướng mình không hay.
Đây là cái điều mà tôi muốn nói với các vị. Vì vậy, khi cái lòng ăn chay thật sự vì giác ngộ, người ta sẽ không làm chướng bất cứ một ai có mặt ở đó trơn rồi. Sống rất là tùy duyên và thanh nhàn. Một người ăn chay thật sự đến đám cưới đố ai biết. Thậm chí họ có thể gấp ăn trong những cái bàn ăn như thế mà bất đắc dĩ không có những vấn đề nhu cầu mà người ta phục vụ chay, người ta vẫn ăn một cách lẹt quẹt gì đó, một cách vui chơi với mọi người tự tại, không có sao. Còn những người mà gọi là máy móc thì vậy nè, ăn chay vô với bạn tành quá, thôi quá, khó chịu quá, đập một cái bể mặt luôn bây giờ. Tôi nói với các vị để thấy rằng là tại sao trong đạo Phật xác định về vấn đề tu tập tâm của chúng ta quan trọng là đó. Một người thật sự chay có quái gì để gọi là tanh hôi thế đấy. Mình nói như vậy chẳng khác nào tôi trong sạch mọi người dơ. Mình nói như vậy vô tình giống như mình chửi trên đầu người ta vậy đó. Như vậy ở đó chúng ta đang làm việc cầu danh để chứng tỏ khác người. Vì vậy tâm chúng ta không được giải thoát. Tâm chúng ta đang bị cột trói bởi cái gọi là ăn chay. Còn người ta đang cột trói bởi cái ăn mặn. Cả hai đều bị cột trói giống nhau, đâu gọi là giải thoát đâu. Vô vàn những chuyện mà tôi nêu ra cho các vị. Vì vậy cho nên những người tu tập cần phải làm sao từ một hình thức nó phải lẫn vào trong cái chuyện là tâm chúng ta được điều phục theo hành động đó. Tâm chúng ta như một dòng nước, vào cái ly thì nó như thế, vào cái mặt đất thì nó tràn lan như thế, vào cái chén thì như thế. Mọi thứ tùy duyên. Và những người tùy duyên mà lòng không dao động, không nhiễm, giống như hạt kim cương ấy. Hạt kim cương có thể vào hầm phân ngàn năm cũng không thấm. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên khi tu tập chúng ta cần phải hiểu cái nguồn gốc căn nguyên để phát sinh tất cả các loại hận thù sân si đố kỵ ganh tị, mà cái việc mà tôi đang nói với các vị đang là phát sinh các nỗi buồn. Vì vậy các vị có tu tập tâm, các vị sẽ kiềm chế và chuyển hóa tất cả các cảm xúc này rất dễ dàng, và thậm chí các vị làm chủ được, các vị làm chủ được tâm trạng. Tôi mới nhớ có một cái giai thoại thiền mà giữa ngài Bồ Đề Đạt Ma với là thần Quan Tuệ Khả. Khi tâm của thần Quan Tuệ Khả dao động không an, và Tuệ Khả thần Quan mới bạch với tổ Bồ Đề Đạt Ma, bạch hòa thượng, tâm con không an, xin ngài cho con pháp an tâm. Và lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma nói gì hả? Đem tâm ra đây ta an cho. Và lúc đó ngài thần Quan Tuệ Khả tâm tìm tâm không ra, cho nên thưa với tổ rằng là bạch hòa thượng, con tìm tâm không ra. Thì tổ nói câu gì? Ta đã an tâm cho ngươi rồi. Vậy thì ngay cái đó các vị hiểu được điều gì? Cái trạng thái không an nó vốn vô thường không thật, có phải vậy không? Như vậy trạng thái tâm mà không an mà thật có thì tìm thấy không? Sao không? Nếu tôi nói cái tâm mà tâm trạng mà không an thật có thì tìm thấy không? Thấy. Vì tâm không an không thật cho nên tìm mới không thấy. Cái này các vị thấy cái lý ở chỗ đó chưa? Vậy thì ở đây mỗi cái cảm xúc suy tư về khổ đau vốn không thật, nhưng mà chúng ta lại bám víu vào cái không thật để trở thành cái của ta đang là, chúng ta mới chết dở và khổ đau về điều đó. Tôi hỏi với các vị, cái tâm trạng sợ ma đó, ma thật không? Xin thưa các vị, tâm trạng sợ ma là do chúng ta quan tưởng. Tôi không nói ma là một thế giới của gọi là của ngạ quỷ hết á. Tôi muốn nói là cái cách chúng ta sợ thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta, khi chúng ta sợ chúng ta ngủ được không? Ví dụ bây giờ bình thường mọi người trong cái căn phòng này cả trăm người đi, gỡ ngoài cửa nó lọc cọc gì đó, hay là gió nó đồng đưa cái tấm sáo đó, nó lúc lắc, chúng ta có sợ gì không? Không. Nhưng mà lỡ đi hết trơn rồi, ở chùa có mình nè, hôm nay tối trời nữa chứ, trời bên ngoài mưa lắc rắc nữa, cái tự nhiên sao cánh cửa nó làm lọc cọc, cái lúc đó chúng ta nghĩ gì? Đây là điều quan trọng. Tại sao ngồi bao nhiêu người nó cũng lọc cọc mà chúng ta không nghĩ gì, không bận tâm?
mà đang ở nhà mình cái lọc cọc bắt đầu nghỉ à. Không à. Như vậy thì các vị thấy cái gì? Bình thường tất cả các sự vật vẫn diễn biến theo chính nó. Cái đó là diễn biến theo các pháp đang là. Nhưng tại tâm trạng của chúng ta lúc này lúc khác, cho nên có đổi có thay. Vì vậy ở đây, khi làm chủ được tâm trạng là người có chánh niệm, có tu tập tâm và có biết quán chiếu. Thứ nhất, quán chiếu được tất cả những cảm xúc vô thường. Đã hiểu rất rõ là như vậy. Và các cảm xúc khổ vui này, do cảm xúc chúng ta để nâng lên khổ vui hơn là cái điều đó khổ vui thật sự. Cho nên khi làm chủ tâm trạng của chúng ta là bắt đầu chúng ta quán chiếu được tính giả tạm của nó. Giả tạm từ suy tư, giả tạm từ sự thật. Mọi thứ diễn biến trong cuộc đời, cái gì cũng sẽ trôi qua. Nên nhớ là như vậy, cái gì cũng vô thường. Nó không thật cho nên nó vô thường, mà nó vô thường là nó không thật. Vì vậy cái gì cũng có thể trôi qua. Điều quan trọng nhất là tâm trạng chúng ta hãy biết buông xả chính là. Và chúng ta sống với những cái gì tích cực nhất trong khả năng có được đang là. Đây là cái cách gọi là đang tu tập tâm và chuyển hóa tâm. Giống như khi Ngài Tuệ Khả quay lại tìm tâm không có, thì Tổ mới nói là ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy cái này các vị phải tự an tâm cho chính các vị. Vì vậy các vị tụng kinh niệm Phật, trì chú, quán chiếu. Đây là những cái để các vị tập cho tâm mình được cột vào một đối tượng mà đối tượng đó không làm khổ chúng ta. Lời kinh không làm khổ chúng ta, trì chú không làm khổ chúng ta, hơi thở không làm khổ chúng ta, niệm Phật không làm khổ chúng ta. Và bám vào cái không làm khổ chúng ta để tất cả những niệm khổ được lặng lẽ trôi qua. Và như vậy khi chúng ta đã chú tâm vào một đối tượng rồi thì cái cảm xúc khổ đau nó lại lặng mất. Vì chúng ta chú tâm vào cái khổ đau cho nên cái khổ đau nó được hiện hữu trong lòng chúng ta một cách rõ nét. Và đôi khi chúng ta vẽ thêm cái cảnh cho khổ nó lại to lên, tức là chúng ta dệt thiêu về nỗi khổ. Khổ vậy chưa đã, phải dệt cho cố lên cho nó đã. Đa phần là chúng ta như vậy. Vì vậy cho nên là chúng ta bị ảo tưởng nhiều hơn là trong những thực tế. Cho nên khi chúng ta tu tập tâm rồi, chúng ta sẽ nhìn rõ tất cả hiện tượng sự vật. Mà nhìn rõ được rồi, bắt đầu chúng ta mới cảm giác bình an trong tâm thức, trong mọi hoàn cảnh. Thành bại được mất đều là như thế. Vì vậy các cảm xúc vui buồn phải được cái chánh niệm chúng ta xoay vào. Và vì vậy các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là làm bạn với ma. Bài giảng này sẽ giúp cho các vị nhận ra được chánh niệm của chúng ta tốt nhất. Những cái gì mà tôi giảng cặn kẽ rồi tôi sẽ giới thiệu cho các vị nghe, tôi không phân tích lại. Vì vậy trong cái nội dung của cái bài gọi là buồn đáng sợ hơn cả cái chết, để các vị có những giây phút hay có những giai đoạn trong cuộc đời, từ bản thân chúng ta hay tất cả những người thân sẽ có dịp rơi vào trong trạng thái này. Và vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu được những cách thức như thế này để tự cứu mình và cứu người là điều quan trọng. Tôi đã tiếp xúc rất nhiều những người như thế và giúp họ có một nhìn nhận rõ ràng hơn để thay đổi được tâm trạng. Và chính như vậy họ đã tự đứng lên với bản thân mình một cách mạnh mẽ. Tôi có nói một cái câu chuyện mà tôi tiếp xúc một cái người này là ở Mỹ, mà cái ông này bị trầm cảm á, mà ông cứ nói là khổ quá. Cứ là suốt ngày vậy, khổ đau cho bằng khổ đau tưởng tượng á. Các vị có thể nghe lại bài giảng là sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín phần 2. Tôi có dẫn cái câu chuyện này vào trong đó để cho chúng ta cảm thấy rằng là Phật giáo là một trong những cái cách thức rất khoa học. Không phải là bắt chước khoa học, nhưng tự thân nó muốn là khoa học. Các vấn đề đều là hợp tình hợp lý, từ thể xác đến tinh thần. Mà Đức Phật là một nhà, phải nói là một kinh nghiệm tâm linh sâu sắc, triệt để, không có một cái sự sai hồng hào ly nào cả. Chỉ có điều, những cái người phàm tình của chúng ta, những cái thế hệ hậu học đang là có tiếp nhận hay ứng dụng được đúng như lời Đức Phật dạy hay không mà thôi. Còn trên nền tảng ban đầu là không có sự sai lệch dù một ly. Nên nhớ là như vậy.
Cho nên bài giảng này là một cái cách thức để gợi ý giới thiệu với các vị, để có những cái lúc tâm trạng buồn vui vớ vẩn, chúng ta biết quán chiếu tu tập chuyển hóa và thấy được bản lĩnh của mình trong tất cả các cái cảm xúc đó. Người nào có bản lĩnh lớn, có bản lĩnh mạnh thì người đó có khả năng chuyển hóa và làm chủ cảm xúc tốt. Người nào bản lĩnh yếu đuối thì người đó sẽ chiến bại với các cảm xúc của mình. Hạnh phúc và khổ đau không do thần thánh mà trời Phật ban tặng, mà hạnh phúc và khổ đau chính xác là do chúng ta quyết định. Cho nên chúng ta cũng quyết định cảm xúc của mình để chúng ta có những cái cảm giác hạnh phúc hay là khổ đau. Mong các vị có những cái cách thức luyện tập tu hành để chuyển hóa, để làm sao các vị được những cái trạng thái an vui, hạnh phúc lâu dài hôm nay và mai sau. Chúc các vị nhiều an vui.